OK, xin chào tất cả các anh chị nhà dịch vụ từ Forex. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market. Chào mừng các anh chị quay lại với Weekly Trading Plus tuần thứ hai với chủ đề là tại sao những cái giá của trường Forex lại biến động và bốn yếu tố ảnh hưởng đến giá trên thị trường Forex. Cái ít hôm thì tôi có ra ngoài tiệm vàng để đổi một ít đồng đô la Canada. Thì với mức giá trao đổi bình thường thì nó khoảng là tầm trên 17, khoảng 17.1, 17.2, nhưng mà cách đây ít hôm thì giá nó chỉ còn lại là khoảng 16.8, thì cho thấy là cái sự biến động giá của đồng Canada so với đồng Việt Nam đồng. Vậy thì tại sao lại có cái sự biến động giá trên thị trường, có cái sự chênh lệch biến động giá trên thị trường? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn yếu tố ảnh hưởng đến cái sự di chuyển của giá trên thị trường Forex. Rồi, vậy bốn yếu tố này là gì? Đầu tiên đó là những cái sự kiện về kinh tế. Thứ hai đó là ngân hàng, những cái chính sách của ngân hàng trung ương. Thứ ba đó là những cái sự kiện địa chính trị, và thứ tư đó là những cái giao dịch trên thị trường. Và chúng ta sẽ đi lần lượt bốn cái yếu tố này để giúp các anh chị có những cái nhận định tốt hơn trên thị trường Forex trong quá trình chúng ta giao dịch. Rồi, yếu tố đầu tiên đó là những cái sự kiện kinh tế. Một cái tiền tệ có thể tăng hoặc là giảm do những cái dữ liệu kinh tế của một cái quốc gia đó được công bố. Lấy ví dụ như chúng ta có những cái dữ liệu kinh tế, ví dụ như là GDP, chỉ số GDP là tổng sản lượng quốc nội, retail sale là chỉ số về bán lẻ, chỉ số bán lẻ, NFP là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ, unemployment rate là chỉ số về thất nghiệp, hay là FOMC, hay chúng ta có CPI hay là một số các chỉ số khác. Thì đây là những cái chỉ số quan trọng của nền kinh tế. Và các anh chị nhìn thấy ở bên dưới đó là trang Forex Factory. Thì trong buổi sau, Weekly Trading Class tuần sau, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị cách xem chính xác cái phần cái trang web Forex Factory để chúng ta có thể cập nhật những cái tin tức trên thị trường. Các anh chị nếu mà thấy những cái tin tức mà đã được thông báo trên đã được chiếu trên TV ấy, thì những cái tin tức đó nó đã bị quá trễ và chúng ta không thể giao dịch với những tin tức đã chiếu trên những kênh truyền thông, mà chúng ta sẽ phải xem trên những cái trang web để cập nhật tức thời những cái tin tức này. Rồi, trong cái dữ liệu kinh tế này, ví dụ như chúng ta có những cái chỉ số, ví dụ như là unemployment rate, đó là chỉ số về thất nghiệp. Thì một cách hiểu cơ bản là gì? Nếu một quốc gia có chỉ số thất nghiệp tăng cao, có nghĩa là quốc gia đó có nhiều người thất nghiệp, thì cái nền kinh tế của quốc gia đó sẽ đang không được tốt và cái giá trị của đồng tiền đó sẽ giảm. Hay là chúng ta có những chỉ số khác, ví dụ như là GDP là tổng sản lượng quốc nội. Tổng sản lượng quốc nội thể hiện cái sức mạnh, cái tổng sản lượng đó là sức mạnh của nền kinh tế. Và khi mà tổng sản lượng quốc nội tăng thì cũng cho thấy là cái nền kinh tế đó đang phát triển và đồng của đồng tiền kinh tế quốc gia đó tăng. Thì một cách sơ bộ, các anh chị nhìn vào trong cái trang Forex Factory như thế này thì các anh chị sẽ so sánh giữa reverse. Đây có một cái cột reverse là cột kỳ trước, cột forecast là cột dự báo, và actual là thực tế. Thì khi giá trị thực tế mà cao hơn giá trị của forecast, là giá trị của dự báo, thì chúng ta sẽ thấy là cái chỉ số, cái dữ liệu đó đang tăng và có thể là cái đồng tiền nó đang mạnh. Thì chúng ta sẽ tùy vào những chỉ số mà chúng ta sẽ có những cái kết luận khác nhau. Và một cái điểm nữa đó là gì? Đó, nếu mà thực tế mà ra cao hơn rất nhiều so với mức dự báo, ví dụ như chỉ số thất nghiệp. Cách đây trong giai đoạn đầu của giai đoạn Covid, thì khi mà cái giai đoạn mới bùng nổ thì cái chỉ số thất nghiệp là tăng gọi là một cách rất là đột biến, cho thấy là cái nền kinh tế đang lâm vào cái tình trạng khủng hoảng. Và đó là do tại sao là cái đồng đô la rớt giá rất là thảm, rớt giá rất là sâu. Rồi, ở đây là một cái tin trên Bloomberg, thì chúng ta thấy là Canada chỉ số retail sale là chỉ số bán lẻ đã tăng 0.9% vào tháng 11 so với 0.4% dự báo. Thì khi mà chúng ta bắt gặp một cái tin tức như thế này thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào? Chỉ số bán lẻ đã tăng 0.9% so với mức 0.4% là cái sự chênh lệch rất là cao. Và khi mà chỉ số bán lẻ tăng thì cái nền kinh tế của quốc gia đó đang tốt. Và khi mà nền kinh tế tốt thì đồng Canada mạnh hơn. Thì ngay lập tức các anh chị có thể giao dịch những cái cặp, ví dụ như là Canada Yên Nhật, hay là giao dịch buy cặp Canada Yên Nhật, hay là sell cặp đô la Canada. Đây là cái chỉ số retail sale.
hay là đây là chỉ số GDP của New Zealand. Nếu các anh chị có thể hiểu về mặt tiếng Anh thì chúng ta có thể đọc những cái tin tức này để mà chúng ta nắm bắt được tình hình của thị trường. Hay là chúng ta có tin tức non-farm payroll, đó là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ. Đây là một cái tin gọi là thường nó sẽ là tạo cái sự biến động mạnh nhất trên thị trường và nó sẽ được công bố vào tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng. Và nếu mà cái tin tức này tốt, bản tin phi nông nghiệp này tốt thì cho thấy là cái đồng đô la mạnh, thì tùy vào cái mức sự biến động mà chúng ta có thể để một giao dịch một cái lệnh trong dài hạn hay là trong ngắn hạn. Và nếu mà cái sự chênh lệch ít thì các anh chị cũng sẽ thấy là cái sự biến động rất là nhiều, tuy nhiên thì chúng ta sẽ để giao dịch cái lệnh đó và chỉ cắt trong vòng ngắn hạn thôi. Rồi, yếu tố thứ hai đó là những cái chính sách của ngân hàng trung ương. Những chính sách của ngân hàng trung ương cũng có thể dẫn đến một cái sự biến động, những cái sự biến động về tiền tệ. Thì ngân hàng trung ương thì thường sẽ có hai cái công cụ để mà kiểm soát cái nền kinh tế. Đầu tiên đó là những cái gọi là bơm những cái gói tín dụng hay là bơm những cái gói kích thích thị trường. Ví dụ như các anh chị thấy là trong cái giai đoạn đầu của Covid thì Mỹ và các quốc gia liên tục bơm những cái gói cứu trợ thị trường vào. Có nghĩa là tiền được đưa ra ngoài thị trường một cách rất là dễ dàng. Nếu là bơm tín dụng, bơm những cái gói cứu trợ. Và yếu tố thứ hai đó là họ sử dụng những cái sự tăng hoặc là giảm về mặt lãi suất để mà hỗ trợ cho nền kinh tế. Các anh chị có thể dễ hiểu là gì? Ví dụ như một cái quốc gia có cái khi mà họ giảm lãi suất thì các cái công ty, những cái công ty kinh doanh làm ăn họ sẽ rất là dễ vay tiền trả mức lãi suất thấp và cũng sẽ kích thích được cái nền kinh tế. Vậy thì tùy cái chính sách của quốc gia để mà một cái quốc gia đó họ sẽ giữ cái mức lãi suất tăng mức lãi suất cao hay là mức lãi suất thấp. Lấy ví dụ như các anh chị sẽ thấy là New Zealand và Úc là cái quốc gia xuất khẩu rất là lớn, thì khi mà những cái quốc gia này xuất khẩu thì họ cần cái đồng tiền của họ yếu để mà có thể hỗ trợ xuất khẩu. Đó là lý do tại sao New Zealand và Úc thường hay giữ cái lãi suất của mình khá là thấp so với các quốc gia khác. Rồi, ở đây chúng ta thấy là giá trị của đô la cao hơn euro khi mà ECB giảm mà vẫn giữ nguyên cái chính sách lãi suất. Thì khi mà chúng ta nhận được cái tin tức này về mặt dài hạn thì chúng ta có thể là sell cặp euro USD. Về dài hạn chúng ta có thể sell cặp euro USD. Nó khác với cái dữ liệu kinh tế ở phía trên, thì những cái chỉ số, những cái chính sách của ngân hàng trung ương nó sẽ cho chúng ta những cái lệnh giao dịch dài hạn hơn. Rồi, hay là ví dụ như ngân hàng trung ương của Canada đang làm mở cửa cho cái việc là chậm lại cái việc cắt giảm lãi suất, thì đây là cũng là một cái tin tức mà chúng ta có thể thấy là ngân hàng trung ương của Canada đang kìm hãm lại cái sự cắt giảm, kìm hãm lại sự cắt giảm về mặt lãi suất. Rồi, đây là một cách tổng quan, các anh chị có thể dễ hiểu là gì. Khi mà chúng ta tăng về lãi suất thì giá trị của đồng tiền tệ đó cũng tăng, và khi mà chúng ta giảm lãi suất thì giá trị của đồng tiền tệ đó cũng giảm. Giống như lúc nãy tôi nói đúng không ạ? Khi mà giảm lãi suất thì công ty khi mà giảm lãi suất thì cái đồng tiền nó yếu thì nó sẽ hỗ trợ cho cái việc xuất khẩu hay là cho cái việc xuất khẩu nhiều hơn. Đây là cái việc mà tăng hay là giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến cái sự biến động của tiền tệ trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ như là đô la Mỹ giảm sâu, một tin tức trên CNBC, khi mà Fed cắt giảm lãi suất. Hay là những cái tin tức trên Wall Street Journal, đó là ngân hàng trung ương của Canada cắt giảm lãi suất 0.5%. Thì các anh chị cũng sẽ gặp được những cái tin tức này trên trang Forex Factory hay là investing.com để mà chúng ta có thể nắm bắt được những cái thông tin này kịp thời. Bởi vì khi mà những cái thông tin này chúng ta đã đọc thấy trên báo, trên những cái trang báo, thì nó sẽ không còn kịp để chúng ta giao dịch. Rồi,
Yếu tố thứ ba đó là cái yếu tố địa chính trị. Địa chính trị là những cái sự kiện ảnh hưởng đến những cái sự kiện của các quốc gia ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ như trên thế giới chúng ta có một số các khu vực chính, ví dụ như là khu vực của Mỹ, khu vực của châu Âu, khu vực của Nga, của Trung Quốc, hay là khu vực châu Á, Đông Nam Á. Đấy là những cái khu vực có ảnh hưởng trên thế giới, hay là khu vực Trung Đông, đúng không ạ? Thì những cái sự kiện liên quan đến những cái lãnh địa này, những cái khu vực này, nó sẽ tạo ra cái sự biến động trên thị trường. Ví dụ như chúng ta dạo gần đây chúng ta có là cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, hay là những cái diễn biến trên Biển Đông, hay là chúng ta có những cái cuộc chiến tranh ở cái khối Trung Đông. Thì đây là cũng là những cái tin tức ảnh hưởng đến thị trường, và chúng ta tùy những cái tin tức và chúng ta sẽ xem xét xem là ảnh hưởng như thế nào. Ở đây chúng ta có một cái tin tức là gì? Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Ở đây chúng ta có một tin tức là gì? Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã làm cái dòng vốn đầu tư giảm thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Và các anh chị cũng sẽ thấy là khi mà cái thông tin của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung này được khi mà Mỹ áp thuế lên Trung Quốc với mức thuế bổ sung là 300 tỷ đô, thì chúng ta cũng thấy là cái sự sụt giảm là 370 pip so với cặp USD yên Nhật. Và chúng ta dễ hiểu là gì? Khi mà cái cuộc chiến tranh thương mại này thì người ta sẽ cố gắng rút cái đồng tiền của họ ra khỏi, bán đồng USD để tránh những cái sự rủi ro. Và khi mà họ rút ra thì họ sẽ cần tìm một cái kênh trú ẩn. Thì Yên Nhật là một cái kênh trú ẩn an toàn, và họ sẽ gọi là bán USD và để mua Yên Nhật. Đó là lý do tại sao làm cho cái cặp USD Yên Nhật giảm 370 pip trong một khoảng thời gian khá là ngắn, trong vòng khoảng 5 ngày. Rồi, một cái yếu tố địa chính trị thứ hai đó là những cái thiên tai và thảm họa. Điều kiện ảnh hưởng Một yếu tố thứ hai đó là những cái sự kiện thiên tai và thảm họa. Đây là cái điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến thị trường. Và đây là những cái yếu tố mà ảnh hưởng rất là mạnh đến thị trường. Tuy nhiên thì không có được dự báo trước. Ví dụ như là động đất ở Mỹ hay ở Nhật thì thường hay có động đất, hay có những cái cơn bão sóng thần. Đấy là những cái yếu tố thiên tai hay là thảm họa. Ví dụ như là những cái đợt như là ngày 11 tháng 9, tòa tháp đôi của Mỹ bị khủng bố. Đó cũng là một sự kiện lớn. Và một trong những sự kiện chúng ta đang trải qua đó là giai đoạn Covid. Và các anh chị thấy là trong suốt cái giai đoạn Covid này, nó làm cho cái tình hình kinh tế biến động rất là lớn. Đây là bản tin trên CNBC. WHO đã thông báo rằng Covid là một cái đại thảm họa toàn cầu. Và khi mà thông báo như thế này thì các anh chị sẽ thấy là đồng Úc USD, cặp Úc USD đã giảm 1.000 pip chỉ trong 8 ngày khi mà WHO công bố COVID-19 là đại dịch. Vậy thì tại sao lại Úc USD? Úc là một cái quốc gia có cái nền xuất khẩu, gọi là xuất khẩu mạnh các anh chị, xuất khẩu xuất siêu. Và khi mà cái đại dịch Covid này diễn ra thì cái tình hình sẽ và khi mà cái đại dịch này Covid này diễn ra thì cái tình hình xuất khẩu sẽ không có còn được hoạt động bình thường. Và đó là lý do tại sao đồng cặp Úc USD đã giảm 1.000 pip trong vòng 8 ngày. Và tương tự với New Zealand cũng đã giảm cái điều tương tự. Và yếu tố cuối cùng ảnh hưởng đến sự biến động giá trên thị trường Forex, đó là giao dịch của thị trường. Về cơ bản chúng ta đang nói về cái sự cung và cầu của thị trường. Và các anh chị cũng biết là đây là tạo ra cái sự biến động hàng ngày. Nó không có tạo ra những cái sự biến động lớn trên thị trường Forex. Tuy nhiên thì nó vẫn tạo ra cái sự dịch chuyển về giá. Giá trị của tiền tệ, khi mà nhu cầu cao hơn nguồn cung thì cái giá trị của tiền tệ sẽ tăng. Và ngược lại thì khi mà nhu cầu thấp hơn nguồn cung thì giá trị của tiền tệ cũng sẽ giảm. Là lấy ví dụ như là các anh chị thấy là đồng đô la Mỹ đi. Tại sao đô la Mỹ luôn luôn là đồng tiền đứng ở vị thế hàng đầu trên thế giới? Thì các anh chị cũng sẽ thấy là trên thế giới, nếu chúng ta cầm những cái đồng tiền, ví dụ đơn cử như là Việt Nam đồng, và các anh chị đi ra các khu vực trên
trên thế giới các anh chị sử dụng thì các anh chị cũng sẽ sử dụng không được. Tuy nhiên thì nếu mà các anh chị sử dụng đô la Mỹ đi đến bất cứ quốc gia nào khác thì các anh chị cũng sẽ sử dụng nó tốt, đều sử dụng được. Bởi vì đô la Mỹ là một đồng tiền lớn trên thế giới, và trên thế giới rất là nhiều cái giao dịch được sử dụng đồng tiền này, đặc biệt là những cái giao dịch về dầu á anh chị, về dầu mỏ ở Trung Đông thì cũng đều sử dụng đồng tiền chính là đồng đô la Mỹ. Hay là một cái ví dụ khác, như là các cái quốc gia họ sẽ có những cái sự dự trữ riêng của cái đồng tiền của các quốc gia khác. Ví dụ như Việt Nam thì cũng sẽ dự trữ đồng đô la, dự trữ euro, dự trữ Trung Quốc đồng yên Nhật. Thì khi mà dự trữ như vậy, để khi mà giao dịch với các quốc gia khác thì những cái quốc gia khác giao dịch thì họ sẽ có cái đồng, chúng ta sẽ có cái đồng tiền của quốc gia đó để chúng ta trao đổi về mặt hàng hóa. Thì điều đó là làm cho cái nguồn cung của cái đồng tiền đó trở nên nhiều hơn. Thì khi mà một cái khu vực, ví dụ như khu vực châu Âu phát triển mạnh về cái giao dịch, thì Việt Nam giao dịch với khu vực châu Âu thì chúng ta cũng phải trữ nhiều hơn đồng euro để mà giao dịch, và điều đó làm cho cái giá trị của cái đồng tiền của cái khu vực đó sẽ tăng lên. Và cái nhu cầu và nguồn cung nó cũng đến từ một cái khía cạnh nữa, là cái sự ổn định của nền kinh tế và cái đồng tiền dự trữ. Ví dụ như là các anh chị sẽ thấy là đô la hay là yên Nhật là những cái đồng tiền dự trữ trên toàn thế giới. Thì khi mà những cái biến động nào trên thị trường, không chỉ tính riêng của hai quốc gia này, và người ta sẽ có xu hướng là sẽ trữ đồng đô la hay là đồng yên Nhật, thậm chí cả những cái đợt khủng hoảng trên thị trường tài chính thì người ta cũng sẽ trữ đồng đô la. Tại sao? Tại vì mặc dù là đô la là một trong như là năm 2008 đi, mặc dù là đô la là Mỹ là một trong những cái quốc gia khởi nguồn của cuộc khủng hoảng, tuy nhiên người ta vẫn sẽ trữ đồng đô la, bởi vì cái dù sao nhìn tổng quan thì đồng đô la vẫn là đồng tốt nhất và đồng có giữ giá trị tốt nhất trên thị trường. Và đó là những cái ví dụ về cái cung và cầu trên thị trường ảnh hưởng đến giá trị của tiền tệ. Rồi, vậy thì tóm tắt qua bốn cái yếu tố làm gây ra cái sự biến động trên thị trường Forex. Yếu tố đầu tiên đó là những cái sự kiện kinh tế. Ví dụ như là tin tức non-farm, tin GDP. Đấy, là những cái sự kiện kinh tế. Thứ hai là những cái chính sách của ngân hàng trung ương, tăng giảm lãi suất hay là những cái gói kích cầu thị trường, và những cái yếu tố này sẽ ảnh hưởng về lâu dài cho thị trường. Yếu tố thứ ba đó là những cái sự kiện địa chính trị. Và yếu tố thứ tư đó là những cái giao dịch trên thị trường sẽ quyết định cái tình hình. Và đây là bốn yếu tố sẽ gây ra cái sự biến động trên thị trường Forex. Và hy vọng là sau khi xem qua bốn cái yếu tố này, sau khi các anh chị tìm hiểu về bốn yếu tố này thì các anh chị đã có một cái góc nhìn nó tổng quan hơn, nó lớn hơn về cái khía cạnh là phân tích cơ bản ảnh hưởng đến thị trường Forex để hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình giao dịch. Và chúng ta sẽ kết thúc cái buổi Weekly Trading Class tuần này ở đây, và hẹn gặp lại các anh chị trong Weekly Trading Class tuần sau. Và hy vọng là buổi ngày hôm nay sẽ giúp ích được cho các anh chị. Một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các anh chị. Tôi là Tuệ, chuyên gia Tuệ, nhà chiến lược thị trường của Fullerton Market, và chào tạm biệt các anh chị.